Thưa quý vị, trong diễn đàn kinh tế xanh được tổ chức gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các chiến lược, sáng kiến và chính sách của EU trong phát triển xanh, trong đó có các quy định về sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, và Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định này. Thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh bền vững theo chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ. Những năm qua, cả nước đã và đang xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh ở các quy mô khác nhau, cả ở cấp nông hộ và ở quy mô lớn, có sự tham gia của các hợp tác xã và các doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên VTC16. Thông tin tại Diễn đàn Kinh tế Xanh năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện cả nước có khoảng trên 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, một con số rất khiêm tốn so với tổng số trên 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ta. Tuy nhiên, có một điểm sáng là cũng ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã đầu tư liên kết với các hợp tác xã và nông dân để triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt là ở hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Cái nhà máy chế biến nông sản đó là nhà máy chuyên sản xuất về nha đam. Chúng tôi chăn nuôi con bò và trong quá trình chăn nuôi bò có thải ra cái chất thải từ chăn nuôi thì chúng tôi đã ủ men vi sinh cộng với những cái phụ phẩm trong nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh. Từ đó chúng tôi đã mang cái phân hữu cơ vi sinh bón ngược lại cho đồng ruộng và từ việc chúng tôi có thể tự sản xuất được phân giúp xử lý vấn đề về môi trường. Tại Diễn đàn Kinh tế Xanh 2023, vấn đề về phát triển nông nghiệp xanh, liên kết để sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, không gây ô nhiễm môi trường, được Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong đó, Việt Nam đang tận dụng tốt các nguồn hỗ trợ cả về công nghệ và tài chính của EU để thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Bởi hầu hết các thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản đều đưa ra những quy định mới khắt khe về sản xuất nông nghiệp giảm phát thải hướng tới tăng trưởng xanh. Việt Nam đang đóng góp một vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi sản xuất và nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp châu Âu đang rất sẵn sàng tâm thế đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nông nghiệp bền vững. Sáng kiến gõ cửa toàn cầu là một chiến lược của Liên minh châu Âu nhằm đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế bền vững và vì một nền nông nghiệp xanh, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu. Sáng kiến cung cấp cơ hội cho tất cả các đối tác có liên quan. Phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, thông minh, dựa trên lợi thế địa phương, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và dinh dưỡng quốc gia, nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân, gắn an ninh lương thực với an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Theo mục tiêu của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,5 đến 3% một năm, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, nước, thủy sản, rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%. Tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt trên 30%. Mở rộng quy mô áp dụng các thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp theo kế hoạch của quốc gia.